Truyền thông phòng khám trả từ thương cho không thì các thầy xin trân trọng kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Hôm nay thứ sáu, ngày 13 tháng 9 năm 2024, Thành Võ đang có mặt tại phòng khám trả từ thương cho không thì các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Kính thưa quý ông bà cô chú anh chị, trong thế giới y học đầy thử thách, có những câu chuyện kỳ diệu làm lay động trái tim và khơi dậy niềm tin vào sự kỳ diệu của cuộc sống. Trong những câu chuyện đó chính là hành trình chữa bệnh đầy cảm hứng của bà Nguyễn Thị Đức, 68 tuổi, đến từ tỉnh Kon Tum. Bà Nguyễn Thị Đức đã phải đối mặt với căn bệnh ung thư gan trong suốt 12 năm qua. Dù đã trải qua nhiều phương pháp hỗ trợ điều trị khác nhau, bệnh tình của bà Nguyễn Thị Đức vẫn không hề thuyên giảm, thậm chí còn tái phát nhiều lần. Đó là một cuộc chiến khắc nghiệt và đầy gian truân. Tuy nhiên, cơ duyên đã đưa bà Đức đến phòng khám trả từ thương cho không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, nơi mà sức mạnh của niềm tin và tình yêu thương được thể hiện rõ ràng qua công việc của đội ngũ các thầy thuốc và nhân viên nơi đây. Phòng khám này cùng với các thầy thuốc là những học trò ưu tú của cố linh mục nhà nghiên cứu Cha Pero Nguyễn Văn Tường đã trở thành một nơi chữa bệnh không chỉ bằng y học mà còn bằng tâm huyết và sự tận tâm. Cùng với các nhà hảo tâm trong và ngoài nước, các thầy thuốc cũng đã không ngừng hỗ trợ đồng hành với phòng khám trong cuộc hành trình chữa bệnh của bà Nguyễn Thị Đức. Sự đóng góp quý báu của các nhà hảo tâm trong và ngoài nước, không chỉ về mặt tài chính mà còn về mặt tinh thần, đã giúp bà Nguyễn Thị Đức vượt qua những thời khắc khó khăn nhất trong cuộc đời. Sau gần 3 tháng hỗ trợ điều trị ung thư gan tại phòng khám trả từ thương cho không của các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, bà Đức đã trải qua một sự thay đổi kỳ diệu. Bệnh ung thư gan vốn được xem là không thể chữa khỏi đã được kiểm soát và có dấu hiệu khỏi hẳn. Đây là một thành công đáng tự hào, không chỉ cho phòng khám trả từ thương cho không và các thầy đã hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, mà còn cho tất cả những ai đã tham gia vào quá trình hỗ trợ điều trị ung thư gan cho bà Nguyễn Thị Đức. Vào ngày 24 tháng 9 tới đây, bà Nguyễn Thị Đức sẽ trở về sum vầy cùng gia đình, mang theo niềm vui và hy vọng mới. Đây là một minh chứng rõ ràng cho sức mạnh của niềm tin, tình yêu thương và sự cống hiến không ngừng nghỉ của đội ngũ, các thầy thuốc và các nhà hảo tâm trong và ngoài nước. Phòng khám trả từ thương cho không và các thầy đã hỗ trợ được ung thư miễn phí, tiếp tục là ánh sáng hy vọng cho những bệnh nhân ung thư đang trên hành trình chữa bệnh của mình, chứng minh rằng khi con người kết hợp với sức mạnh của khoa học và lòng nhân ái, điều kỳ diệu có thể xảy ra. Xin trân trọng. Dạ thưa cô có thể cho con biết họ tên nhưng đến từ đâu? Cô là Nguyễn Thị Đức, đến từ Kon Tum. Cô được năm nay 68 tuổi. Thưa cô, cái bệnh của cô á, đầu tiên á, cái triệu chứng ban đầu ở nhà như thế nào? Rồi sau đó cô đi bệnh viện nào vậy cô? Triệu chứng của cô là coi như cô bị ung thư gan, mà triệu chứng lúc đầu là cái kiểu giống như là nó mệt mỏi, nó ăn ít, nó khó tiêu, đi tiểu thì nó vàng đậm, nó ngứa. Nhưng mà lúc đó thì cô không biết, thành cô để thời gian để chừng ấy cô, vì nó đau là ngay chỗ cái vùng hạ sừng phải đó, mà cô không biết, cô cứ tưởng là nó bị bao tử đó. Rồi cô cứ đi khám bao tử rồi này nọ, họ nói bao tử, nhưng mà chừng cô đi vô bệnh viện Chợ Rẫy, cô để khám bệnh viện coi như khám bao tử đó, thì tình cờ là nó cái gan của nó to rồi, nó u bị to rồi, là họ nói là bị ung thư gan. Rồi cô vô bệnh viện nào và họ tư vấn cô tiện cô vô bệnh viện Chợ Rẫy thì nó phát hiện ra là cô bị ung thư rồi, là họ biểu về là phải
đi vô điều trị là để đi vô Toshi á. Có, cô điều trị tới 12 năm. 12 năm trời. À, cô điều trị tới 12 năm. Qua 12 năm nó kết quả như nào? Thì coi như là cái khối u cô thì nó xẹp, nó Toshi xong thì nó xẹp á. Rồi cô cứ tái khám 3 tháng cô tái khám. Nhưng mà giai đoạn sau á thì nó lại phát triển lại, coi như mới một tháng sau nó lại bị lại, thì bác sĩ nói là cái cơ thể cô nó không đáp ứng được nữa, thành coi như là về địa phương điều trị thành cô. Rồi lúc đó là cô thấy cũng buồn chứ, rồi vừa lúc đó thì có một cái chú ở Kon Tum cũng xuống điều trị dưới Cha Tường này về, rồi cái cô mới hỏi thăm, rồi chú đấy gia đình thân nhân đó mới giới thiệu cô xuống đây kiểm tra. Rồi thời gian cô xuống đây á, ở phòng khám Cha Tường này nè, cô điều trị bao nhiêu ngày và đến thời điểm này, từ cô so sánh sức khỏe từ lúc ban đầu vô với lúc ban đầu tới thời điểm này? Cô thấy là coi như là khi mà nghe bác sĩ nói như vậy á thì nó cũng nhanh, mà cái lúc đó thì cô còn khỏe chứ cũng không có gì, nhưng mà điều có cái mà nếu mà bệnh viện mà họ trả về rồi á, mà nếu cô không kịp thời xuống đây thì cô nghĩ nó sẽ phát tán ra, nó phát đang phát triển mà nó sẽ di căn qua này nọ, chứ mà cô cũng không có di căn. Mà từ hồi xuống đây tới bây giờ thì sức khỏe cô lúc nào nó cũng ổn định, nó không có bị mệt, mà nó cũng có bị như thế nào hết á. Mà bữa nay cô điều trị tới bữa nay là được 3 tháng rồi. Thưa cô, về cái phương pháp mà cô áp dụng, nói chung là thực hiện theo các thầy á, như thế nào để bệnh nhân sau này á, bệnh nhân sau cô á, họ có thể là học hỏi cách phương pháp cô giữ gìn? Theo cái phương pháp thì như mấy thầy dặn là cô ăn cháo thì phải ăn cháo thì đầy đủ, lúc đầu thì ăn 3 ngày rồi là ăn cháo không với muối, rồi sau á là coi như là ăn được thêm nấm hay là rau rồi này nọ thì cô cũng có ăn kèm vô, rồi cô cũng có uống thêm là coi như là đạm thực vật á, như thầy mấy thầy hướng dẫn thì cô ăn như vậy. Ngoài ra cái phương pháp mà để nấu cháo á, cô có cái bí quyết gì để nhắc nhở bệnh nhân sau này? Thì nấu cháo thì nói chung là mấy thầy đã dặn nấu là cái kiểu giống như là ví dụ như 2 lạng gạo thì 4 lít nước, thì cô nấu để đừng để nó xì hơi rồi ra để nó mất chất, thì cô y như hướng dẫn của mấy thầy thì cô nấu y như vậy thôi, rồi cô ăn cũng đúng như vậy thôi. Cô có dự định những cái kế hoạch tới ngày sau khi cô ở đây cô về nhà với gia đình á, cô có dự định cái chương trình gì? Cô về, nếu mà cô được về thì mấy thầy là nói cô ăn thêm là 3 tháng như vậy nữa, y như vậy như là lúc điều trị ở đây là cũng ăn thêm rau củ rồi nè, quả rồi này nọ vậy đó, thì rồi sau đó mới ăn cơm. Thì cô chưa về mà bây giờ thì cô thực hiện y như theo cái pháp đồ của ở phòng khám mình cho như vậy thôi, rồi cô thêm ăn thêm rau củ quả hoặc là trái cây rồi này nọ, chứ cô không có ăn đạm động vật, cô không có ăn thịt ăn cá. Đúng rồi, trong thời gian mà cô điều trị ở đây á, là cũng nhờ ơn Chúa đã ban phước lành, đã ban phước lành cho tất cả những bệnh nhân ở đây, cũng như là chung là còn cô thì nói riêng là được khỏe mạnh, rồi cũng như cha cô xuống đây thì cha đã mất rồi, chứ mà theo lời của cha thì cô cũng cảm ơn cha, cảm ơn Chúa, cảm ơn các thầy đã tận tâm mà cái kiểu điều trị người nào cũng nhã nhặn hết. Nói chung là các thầy rồi nói chung là ở trong phòng khám này là đều yêu thương bệnh nhân hết. Cảm ơn làm ca các nhà mạnh thường quân đã giúp đỡ, đã ủng hộ giúp đỡ cho bệnh nhân của tụi cô.
Phêrô ơi, cha đã về với Chúa, bóng hình người mãi còn ở nơi đây. Cha ra đi con thương nhớ đong đậy, đến bây giờ vẫn khắc khoải không nguôi. Trước lúc đi cha dặn cho bao người, với các thầy phải đoàn kết yêu thương, luôn cho không ăn cây cỏ hạt giống, không thù hận và cũng không sân si. Bệnh nan y hay là u ác tính, gắng đẩy lùi cho người bệnh khỏe hơn. Chúa Giêsu đã ban ơn chữa lành, giúp muôn đời làm bác ái yêu thương. Nhưng cha ơi, có mấy ai làm được, nói và làm như chớ lòng bàn tay. Nói yêu thương sao vương câu thù oán, đến bao giờ cuộc sống mới yên vui. Và cha ơi, chúng con phục dưỡng rồi, công trình mà cha tâm huyết trước đây, được các thầy mạnh thường quân giúp đỡ, phòng khám yêu thương chữa bệnh cho không. Phêrô ơi, cha đã về với Chúa, bóng hình người mãi còn ở nơi đây. Cha ra đi con thương nhớ đong đậy, đến bây giờ vẫn khắc khoải không nguôi. Trước lúc đi cha dặn cho bao người, với các thầy phải đoàn kết yêu thương, luôn cho không ăn cây cỏ hạt giống, không thù hận và cũng không sân si. Bệnh nan y hay là u ác tính, gắng đẩy lùi cho người bệnh khỏe hơn. Chúa Giêsu đã ban ơn chữa lành, giúp muôn đời làm bác ái yêu thương. Nhưng cha ơi, có mấy ai làm được, nói và làm như chớ lòng bàn tay. Nói yêu thương sao vương câu thù oán, đến bao giờ cuộc sống mới yên vui. Và cha ơi, chúng con phục chứng rồi, công trình mà cha tâm huyết trước đây, được các thầy mạnh thường quân giúp đỡ, phòng khám yêu thương chữa bệnh cho không. Phòng khám cho không chữa bệnh yêu thương. Phòng khám yêu thương chữa bệnh cho không. Tôi cứ ngỡ chính là quê hương trần gian như
sông, ai ngủ ai thức vẫn trôi không ngừng. Trăm năm chỉ thoáng một ngày, ta quên hay nhớ đã hết ngày rồi. Lạy Chúa xin cho con nhớ nhớ con là gì, xin cho con nhớ đến thân phận mình là nữ khách giữa đời trần gian. Lạy Chúa xin cho con nhớ sẽ có một ngày con lìa trên thế nằm yên trắng tay mà ra đi về với Ngài. Vùi sâu trong thế gian, người trong cơn say quên cả cuộc đời. Tình thức một ngày đã tàn, lòng người bối rối giữa đường xa xôi. Hạnh phúc chôn phù hoa như là cơn gió thoáng qua mau tàn. Mang thân một kiếp người trần, ai ơi hãy nhớ đến quê đời đời. Lạy Chúa xin cho con nhớ nhớ con là gì, xin cho con nhớ đến thân phận mình là nữ khách giữa đời trần gian. Lạy Chúa xin cho con nhớ sẽ có một ngày con lìa trần thế nằm yên trắng tay mà ra đi về với Ngài. Khói cuộc đời ngày mai là của chính mình mà ta có dễ bước nhẹ ra đi. Mộ kia đang chờ ta, ta chạy ta trốn vẫn không xa rời. Ta nay rồi có một ngày suy tay nhắm mắt cũng như mọi người. Lạy Chúa xin cho con nhớ nhớ con là gì, xin cho con nhớ đến thân phận mình là nữ khách giữa đời trần gian. Lạy Chúa xin cho con nhớ sẽ có một ngày con lìa trần thế nằm yên trắng tay mà ra đi về với Ngài. Lạy Chúa xin cho con nhớ sẽ có một ngày con lìa trần thế nằm yên trắng tay mà ra đi về với Ngài. Thank you.
Truyền thông phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy xin trân trọng kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Hôm nay, Thành Võ xin thực hiện đoạn video clip hướng dẫn đường đi đến phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Từ bến xe miền Tây thành phố Hồ Chí Minh đi đến phòng khám khoảng 135 km. Thành Võ đang có mặt tại bến xe miền Tây, tọa lạc tại số 395 đường Kinh Dương Vương, thuộc địa phận phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, quý ông bà, cô chú, anh chị đi đến phòng khám phải đi xe khách về tỉnh Trà Vinh. Hành trình xe khách đi theo hướng quốc lộ 1 đến Trung Lương, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Tiếp đến, xe khách rẽ vào quốc lộ 60 đi đến cầu Rạch Miễu, địa phận giáp ranh của tỉnh Tiền Giang và Bến Tre. Tiếp theo, xe khách đến cầu Cổ Chiên thuộc địa phận giáp ranh của tỉnh Bến Tre và tỉnh Trà Vinh. Sau đó, xe khách đi vào nội ô thành phố Trà Vinh để sang xe trung chuyển. Tiếp theo, các xe trung chuyển của nhà xe sẽ đưa quý ông bà, cô chú, anh chị đi đến phòng khám. Hành trình từ nội ô thành phố Trà Vinh đến phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, khoảng hơn 20 km. Vị trí này là đường Nguyễn Thiện Thành, cách nội ô thành phố Trà Vinh, trường đại học Trà Vinh khoảng hơn 1 km. Sau đó, quý ông bà, cô chú, anh chị di chuyển vào quốc lộ 53. Tiếp theo là đến nhà thờ Phước Hảo. Tiếp theo là đến cổng chào của huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Tiếp theo là đến nhà thờ Vinh Kim thuộc địa bàn của huyện Cầu Ngang. Đi khoảng 1 km, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn bên tay phải là biển báo nhà thờ Dòng Lớn thuộc huyện Cầu Ngang. Sau đó, quý ông bà, cô chú, anh chị rẽ trái vào nhà thờ Dòng Lớn. Đi khoảng 500 m, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn thấy nhà thờ Dòng Lớn nhưng chưa đến nhà thờ. Tiếp theo, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn phía tay phải có biển báo phòng khám Yêu Thương và rẽ phải đi vào khoảng 500 m. Quý ông bà, cô chú, anh chị sẽ thấy phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí. Xin trân trọng kính chào.